베트남어 수업은 어때? Tiết học tiếng Việt thế nào? 재미있어. Thú vị lắm. 선생님이 아주 친절하셔. Cô giáo rất thân thiện. 하지만 베트남어는 꽤 복잡해. Nhưng tiếng Việt khá phức tạp. Tiết học tiếng Việt thế nào? Thú vị lắm. Cô giáo rất thân thiện. Nhưng tiếng Việt khá phức tạp. 엄마 안색이 안 좋아요. Sắc mặt của mẹ không tốt. 피곤해요? Mẹ có mệt không? 괜찮아. 그냥 좀 어지러워. Mẹ không sao. Chỉ hơi chóng mặt thôi. 빨리 쉬어요. Mẹ nghỉ ngơi đi. Sắc mặt của mẹ không tốt. Mẹ có mệt không? Mẹ không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi. 베트남 날씨는 어때? Thời tiết Việt Nam thế nào? Việt Nam 날씨는 매우 따뜻해. Thời tiết Việt Nam rất ấm áp. Chẳng 장마도 꽤 길어. Mùa mưa cũng khá dài. 그래서 과일이 다양하고 아주 맛있어. Vì vậy, trái cây đa dạng và rất ngon. Thời tiết Việt Nam thế nào? Thời tiết Việt Nam rất ấm áp. Mùa mưa cũng khá dài. Vì vậy, trái cây đa dạng và rất ngon. 이 거리는 참 붐비네. Phố này đông đúc quá. 외국인도 많아. Cũng rất nhiều người nước ngoài. 여기는 관광거리야. Đây là phố du lịch mà. 외국인한테 인기가 많아.
Nó rất nổi tiếng với người nước ngoài. Phố này đông đúc quá. Cũng rất nhiều người nước ngoài. Đây là phố du lịch mà. Nó rất nổi tiếng với người nước ngoài.